rất nhiều các cây phong linh bạn nhé. Đấy, từ những cây nhỏ, ví dụ đường kính từ 2 đến 3 cm, đến những cái cây mà đường kính 4 đến 6 cm, và kể cả những cái cây mà 7 cm hoặc là lớn hơn cũng có. Các bạn có nhu cầu mua cây phong linh thì vui lòng liên hệ 0977973535. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở xa xa kia là những cái bông hoa vàng của bông hoa của cây phong linh các bạn. Đó, màu vàng rất là đẹp. Cây công trình, cây bóng mát. Ví dụ như nhà mình có biệt thự hoặc là có cái sân vườn đẹp mà cũng có thể sắm lấy một vài các cái cây như này, hoặc là thành hàng cây phong linh. Ngoài phong linh thì nhà mình còn có đại này, cây đại các màu, đại đỏ và đại vàng, trắng vàng đấy, hoặc là cây cọ, cây trà là, hay là cây còn gọi là cây nga mi, cây muồng hoàng yến, hoặc là sao đen, hoặc là long lão, tất cả các loại cây công trình khác. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với mình nhá. Số điện thoại là 0977973535. Các bạn muốn biết về cách trồng và chăm sóc các loại cây, loại hoa này chi tiết cụ thể thì vui lòng đăng ký kênh của mình nhé. Mình sẽ dần dần tất cả các loại cây, hoa gì nhà mình có và nhà mình bán thì mình sẽ làm các cái video clip chia sẻ các cái kinh nghiệm về nhân giống, trồng và chăm sóc của từng loại cây, loại hoa. Cảm ơn các bạn nha.